Lời đừng đừng nhưng mà chị không được đi thi cùng em rồi. Cả lớp trật tự. Hết giờ đi về. Chị run quá. Bình tĩnh đi. Nhưng mà chị vẫn run lắm, chị sợ lắm. Bây giờ chị lắng nghe. Nhắm mắt vào. Hít thở sâu vào. Thở ra. Bình tĩnh chưa, bình tĩnh chưa? Vẫn thấy run quá. Đấy, run luôn. Hy vọng là chị em mình sẽ làm được để đại diện đi thi nhá. Em thì chắc chắn được rồi, chị thì run lắm. Bình thường là chị làm rất tốt nhưng mà đấy, bây giờ nó cứ run như này. Thôi giáo vào lớp, thôi giáo. Thằng nào làm ơi. Các em trật tự nào. Hôm nay chúng ta đề thi sẽ có 3 câu. Bạn nào làm đúng sẽ đại diện cho lớp đi thi nhá, học sinh giỏi. Vâng ạ. Bây giờ thầy chuẩn bị, thầy đọc đề nhá. 5 cộng 2 cộng 2 cộng 10 cộng 10 bằng bao nhiêu? 29. Đúng rồi. Em Sushi tính chuẩn lắm. Câu 2. 1 cộng 3 cộng 5 trừ 5 cộng 10 bằng bao nhiêu? 14. Đúng rồi, hai Sushi trả lời nhanh hơn chị một chút nhưng mà hai chị em đều đúng. Câu 3. 4 cộng 5 trừ 3 cộng 1 trừ 2 bằng mấy? Bằng 5. Hai chị em đều trả lời cùng nhau. Hai chị em đều đúng. Nhưng mà em Sushi trả lời đúng 3 câu. Câu 1 chị không trả lời đúng. Chị Sushi không trả lời đúng. Em Sushi sẽ đại diện cho lớp mình đi thi học sinh giỏi nhá. Có lấy giải mình Sushi giỏi thế. Nhưng mà chị cũng trả lời được 2 câu đấy, chị siêu. Ủa bạn đầu à, câu đầu à, chị không thể tính ra được ấy. Ôi, từ cái câu thứ 2 trả lời được, câu thứ 2 chị trả lời được. Nhưng mà chị không được đi thi cùng em rồi. Cả lớp trật tự. Hết giờ đi về. Lần sau nhất định là chị sẽ đi thi cùng em, được không? Thôi chị mình đi chơi đi, chúc mừng em nhé. Ôi, xung lên thảo quá. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.